Chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Nội dung video hôm nay sẽ là top 10 con Godzilla bự nhất ở trên màn ảnh. Những con Godzilla có cùng kích thước thì mình sẽ không tính vì liệt kê vào sẽ gây nhàm chán. Ok, không nói nhiều, chúng ta bắt đầu thôi nào. Xếp ở vị trí thứ 10 đó là Godzilla năm 1954 với chiều cao 50m. Đây là phim đầu tiên về Godzilla cũng như của hãng Toho Nhật Bản. Bộ phim đến nay vẫn được nhiều người đánh giá là phim Godzilla hay nhất mọi thời đại với điểm IMDb lên tới 7.6. Dù cho lúc này phim vẫn chỉ là phim màu đen trắng, kinh phí thấp, kỹ xảo điện ảnh đồ còn kém rất xa so với các bộ phim bây giờ. Godzilla đương nhiên vẫn do người hóa trang điều khiển ở bên trong. Big G cũng chỉ chiến đấu với con người trong phim này. Tuy nhiên phim đã lột tả được một con quái vật đáng sợ gây ám ảnh xuyên suốt phim. Điều mà chỉ có phim Shin Godzilla là phần nào làm tốt được điều này trong số các phim Godzilla khác. Xếp ở vị trí thứ 9 đó chính là Godzilla Tokyo SOS với chiều cao 55m. Bộ phim có những sự xuất hiện của cả Godzilla, Mothra và Mechagodzilla 3, tức Kiryu. Vào năm 2004, Kiryu đang tiến hành sửa đổi sau trận chiến với Godzilla một năm trước đó. Con Kiryu này được làm từ xương của con Godzilla năm 1954. Vì thế Mothra cảnh báo loài người cần phải trả xương của Godzilla về biển. Mothra và Mechagodzilla đã hợp sức lại đánh nhau với Godzilla. Cuối cùng như thường lệ, Mothra hy sinh để bảo vệ hai ấu trùng con của mình. Kiryu sau khi làm suy yếu Godzilla đã bay lên trời, mang theo Godzilla và cả hai cùng chìm xuống đáy biển. Xếp ở vị trí thứ 8 đó chính là GMK Godzilla với chiều cao 60m. Xuất hiện trong phim Godzilla Mothra and King Ghidorah Giant Monsters Online Attack. Đây là một trong những phiên bản Godzilla mạnh nhất, hung ác nhất từng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Điều đặc biệt là King Ghidorah trong phim này lại đóng vai hộ pháp bảo vệ trái đất. Nó cùng với hai hộ pháp khác là Mothra, Baragon hợp lực cùng nhau chống lại Godzilla nhưng vẫn không ăn thua. Godzilla trong phim này hoàn toàn vượt trội so với King Ghidorah, mạnh hơn, ác hơn, gian xảo hơn và điếm thúi hơn. Ghidorah thậm chí được búp năng lượng, mọc cánh, chơi đánh hội đồng các kiểu, vẫn thua Godzilla sấp mặt luôn. Cuối cùng Godzilla vẫn chết do bị quân đội dùng máy khoan đâm lũng ngực. Ở vị trí thứ 7 đó chính là Godzilla năm 1984, với chiều cao 80m. Xuất hiện trong phim The Return of Godzilla, bộ phim đóng vai trò là phần tiếp theo của bộ phim gốc năm 1954 và là phần khởi động lại. Không có gì liên quan đến các phim Showa Godzilla khác. Phim tiếp tục với chủ đề Godzilla chỉ chiến đấu với loài người, chứ không phải với các kaiju khác. Lần này Godzilla phải chống lại quân đội Nhật, Mỹ và cả Liên Xô. Cuối cùng Godzilla bị dụ vào miệng một núi lửa tên là Mihara. Godzilla đã bị nhốt ở đó cho đến phần phim tiếp theo là Godzilla vs. Biollante. Vị trí thứ 6, Burning Godzilla, với chiều cao 100m. Final Wars Godzilla và Heisei Godzilla là hai phiên bản Godzilla khác có cùng kích thước với Burning. Burning Godzilla xuất hiện trong phim Godzilla vs. Destoroyah năm 1995. Thực ra đây chính là Godzilla Heisei sau một thời gian được tích tụ bức xạ hạt nhân quá nhiều đã trở thành dạng Burning với các lớp nham thạch nóng đỏ ở trên thân mình. Godzilla được cảnh báo sẽ liên tục tăng nhiệt độ cơ thể đến 1200 độ C và phát nổ. Vụ nổ này được đánh giá sẽ hủy diệt luôn trái đất nếu xảy ra. Destoroyah phát triển từ một sinh vật nhỏ cổ đại nhờ ảnh hưởng của Oxygen Destroyer đã tiến hóa liên tục trở thành một sinh vật cực mạnh, đủ sức chơi khô máu với cả Burning Godzilla. Nó trước tiên đã giết Godzilla Junior trước. Burning Godzilla điên tiết vì thấy con mình chết, cộng thêm đang chán đời vì sắp chết nên chả còn gì để mất, quyết định lao thẳng vào một mất một còn với thanh niên Destoroyah. Burning chiến đấu ngang ngửa với Death, cuối cùng được sự hỗ trợ của con người đã đánh bại Death. Tuy nhiên chặng chết chúa cũng băng hà, chặng Win Godzilla cuối cùng cũng qua đời do bị sốt quá cao, nhưng anh vẫn kịp truyền lại chút năng lượng cuối cùng để hồi sinh Godzilla Junior. Đúng là con trai của ta. Vị trí số 5, Godzilla 2014 với chiều cao 108,2m. Là bộ phim đầu tiên trong vũ trụ quái vật Monsterverse do Toho kết hợp với hãng Legendary Pictures và Warner Bros. Pictures. Tính đến thời điểm bộ phim được phát hành thì Godzilla 2014 là con Godzilla to nhất so với tất cả các Godzilla trước đó, nếu không kể các phiên bản Godzilla Fake
như Space hay Mecha. Tuy nhiên sau đó các Godzilla trong những phim tiếp theo đã được làm to hơn so với bản này. Mình nghĩ đây có lẽ là một trong các phiên bản Godzilla hiền nhất, vì dù bị con người ném bom hạt nhân để tiêu diệt, nó vẫn không muốn giết con người mà chỉ muốn tiêu diệt những con kaiju khác muốn hủy diệt trái đất. Cũng có thể Godzilla không hiền nhưng mà chỉ hơi lụy tình với con người thôi. Xếp vị trí thứ tư đó chính là Shin Godzilla với chiều cao 118,5m. Xuất hiện trong phim Shin Godzilla năm 2016, được đánh giá là một trong những phim Godzilla hay nhất lịch sử. Godzilla này là phiên bản Godzilla duy nhất có khả năng tiến hóa liên tục từ dạng này sang dạng khác trong thời gian rất nhanh. Từ một sinh vật có hình dạng như con giun, Shin nhanh chóng trở thành dạng có chân tay, rồi thì lên bờ, rồi thì đứng thẳng như khủng long. Shin Godzilla cũng không đánh nhau với bất kỳ con kaiju nào khác mà chiến đấu chống lại cả thế giới loài người. Nó liên tục tiến hóa để chống lại hỏa lực từ quân đội. Con người gần như vô hiệu trong việc tìm ra phương pháp để đánh bại Godzilla khi nó ở dạng 4. Godzilla lúc này đang manh nha để tiến hóa lên dạng thứ 5. Cuối cùng họ đã thành công bằng cách sử dụng thuốc làm đông, biến Godzilla thành dạng đông cứng và không thể gây nguy hại được nữa. Xếp ở vị trí thứ 3 đó chính là Godzilla 2019 với chiều cao 119,8m. Xuất hiện trong bộ phim Godzilla King of the Monsters vừa ra trong tháng 5 năm nay là phần tiếp theo trong vũ trụ Monsterverse sau phim Kong Skull Island. Con Godzilla này cũng chính là Godzilla 2014, phim với kỹ xảo hoành tả tràng. Các cảnh quái vật xuất hiện rất nhiều, đánh nhau rất nhiều, tuy nhiên lại bị giới phê bình đánh giá thấp vì lý do con người xuất hiện quá ít. Chớ trêu thay, đây chính là điều mà phim Godzilla 2014 bị chê. Nghe vô lý, nhưng lại là sự thật. Godzilla lần này gặp lại các anh em quen thuộc là Mothra, Rodan, King Ghidorah. Cuối cùng nó đã đánh bại King Ghidorah và trở thành vua của các quái vật. Sắp tới Godzilla sẽ đấu tiếp với King Kong để hoàn tất chiếc đài vô địch hạng siêu nặng. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp vào tháng 3 năm 2020 trên các rạp chiếu phim toàn thế giới. Ở vị trí thứ 2 đó chính là Space Godzilla với chiều cao 120m. Mecha Godzilla 2 cũng là phiên bản Godzilla có chiều cao bằng với Space. Space Godzilla xuất hiện trong phim Godzilla vs Space Godzilla năm 1994. Space không thực sự là một con Godzilla thật mà là hàng fake loại 1. Đó là hàng fake, tuy nhiên Space không thua kém Godzilla thật ở bất cứ phương diện nào cả. Thậm chí nó to hơn, biết bay và mạnh hơn Godzilla Heisei hoàn toàn. Các tế bào Godzilla được Biollante và Mothra đưa vào vũ trụ tiếp xúc với bức xạ cực mạnh từ lỗ đen, dẫn đến sự ra đời của Space Godzilla. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của loài người, Godzilla mới đánh bại được thanh niên Space. Space Godzilla có những năng lực rất ảo diệu như biết bay với tốc độ siêu nhanh, sử dụng siêu năng lực để di chuyển các vật thể, tạo ra các rào chắn phản đòn bằng pha lê, tạo ra nhà tù bằng pha lê, tạo các trạm hút năng lượng trái đất. Cái cân độ vân và các năng lực của Space làm cho mình liên tưởng đến Quan Thế Âm Bồ Tát trong phim Tây Du Ký. Chém trễ ở vị trí đầu tiên đó chính là Godzilla Earth với chiều cao 300m. Xuất hiện trong loạt 3 phim hoạt hình điện ảnh của Toho, cụ Earth lúc đầu vào năm 2030 chỉ cao có 50m và nặng 10.000 tấn. Tuy nhiên sau 20.000 năm, lúc loài người trở lại trái đất thì cụ đã cao đến 300m và nặng 100.000 tấn. Ngoại hình của Godzilla khá buồn cười, khá giống một cái cây đại thụ. Cụ có những năng lực cực kỳ bá đạo như phân chia tế bào. Còn Godzilla Filius 50m đã được tạo ra theo cách này. Các năng lực khác của cụ là hơi thở hạt tích điện, hơi thở sóng ốc đỏ, xung điện từ, lá trắng điện từ, tăng cường điện từ dưới nước, siêu độ bền, siêu phục hồi, chuyển năng lượng từ điện sang nhiệt để làm vũ khí, sử dụng sóng xung kích, máy cắt plasma bằng đuôi, sóng xung kích điện từ, hấp thụ sóng vô tuyến, chuyển hóa toàn bộ hệ thống thực vật, động vật của trái đất theo tế bào của chính Godzilla. Tóm lại, con Godzilla này bự nhất và cũng mạnh nhất theo đánh giá của mình cho đến hiện tại. Nếu chỉ tính các phiên bản phim điện ảnh, Godzilla Earth cùng chiến đấu với King Ghidorah trong phần 3 của phim và cũng đánh bại được King G nhờ sự trợ giúp từ thanh niên Haruo. Nếu như Godzilla giống cây đại thụ thì Ghidorah cũng không kém với tạo hình giống con giun sáng vũ trụ. Khi mà Ghidorah quấn Godzilla, mình lại liên tưởng đến hình ảnh cây thông Noel có dây đèn trang trí ở trên.
Cuối cùng thì loài người đã không thể đánh bại được Godzilla. Haruo thì đã hy sinh cùng với con robot chứa các công nghệ hiện đại bằng cách để Godzilla giết chết. Như vậy loài người không thể khôi phục nền văn minh nữa, và King Ghidorah cũng không thể trở lại và gây nguy hại cho trái đất được nữa. Cả ba phần phim đều không được giới phê bình đánh giá cao. Trận chiến của King và Ghost cũng rất buồn tẻ, chứ không kịch tính được như trong các phim khác. Mặc dù vậy thì không thể phủ nhận họ đã tạo ra một con Godzilla mạnh đến mức không thể tin nổi trong lịch sử các phim về Godzilla. Chào tất cả các bạn. Hẳn các bạn cũng nhận ra rằng dạo này mình đã sâu mặt của mình ra luôn, chứ không như trước. Lý do là trước đây mặt của mình khá là ghê, bị mụn trứng cá, vết thâm sẹo rỗ, da thì đen và dầu, nên lúc trước mình không dám sâu mặt ra trong các video. Mình cũng đã dùng rất nhiều phương pháp để trị mụn nhưng không khỏi. Tuy nhiên hôm nay mình muốn chỉ cho các bạn một loại mỹ phẩm rất hay đã hô biến khuôn mặt thấy ghê của mình lúc trước trở thành khuôn mặt đẹp như bây giờ. Đó chính là sản phẩm thanh dược. Chính mình đã sử dụng nó và hết mụn, trắng da, đầy sẹo rỗ, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào sản phẩm này. Mình muốn nhắc lại là chính mình đã sử dụng và da mình đã cải thiện siêu nhiều luôn nha các bạn. Hãy truy cập website trimụnthanhduoc.com để tìm hiểu thêm về sản phẩm và đặt hàng nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.